Công an phong tỏa kiểm tra một cây xăng trên đường Nguyễn Kiệm, Gò Vấp. Ngày 25 tháng 3, một nguồn tin từ Công an quận Gò Vấp cho biết Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an đã phong tỏa kiểm tra cửa hàng xăng dầu số 1 ở số 679 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận, lực lượng cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an với khoảng 11 cán bộ chiến sĩ, trang bị súng, dụng cụ chuyên dụng túc trực ở vòng ngoài, hướng dẫn các phương tiện giao thông không vào cây xăng để đổ xăng hoặc người dân tụ tập lại gần. Bên trong, cảnh sát mặc sát phục cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy kiểm tra làm việc tại văn phòng bên ngoài có địa chỉ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cần Giờ. Tất cả mọi hoạt động của cây xăng đều được tạm dừng. Một người dân cho biết lực lượng công an có mặt vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày. Theo ghi nhận, cây xăng bên ngoài đầy biển thương nhân phân phối xăng dầu, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cần Giờ, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dầu khí Thanh Bình. Theo nguồn tin từ Công an quận Gò Vấp, đây là hoạt động dưới sự chủ trì của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an. Công an quận Gò Vấp có nhận được thông tin và một số phối hợp nhất định. Nguồn tin này cho biết có thể đây là một động thái liên quan đến đường dây xăng giả đang được Công an tỉnh Đồng Nai điều tra. Như đã đưa tin hồi tháng 2, Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây sản xuất xăng giả cực lớn ở địa bàn và các tỉnh lân cận như Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chuyên án mà Công an tỉnh Đồng Nai phải báo cáo để Bộ trưởng chỉ đạo cho Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an điều động lực lượng hỗ trợ phá án vì tính chất phức tạp xảy ra ở nhiều địa bàn ngoài biển vượt khả năng của địa phương. Qua đó, Công an xác định ông Trùm Phan Thanh Hữu, 64 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh là người tổ chức móc nối với những đầu nậu tiêu thụ ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trùm còn tổ chức cho Lê Thanh Trung, 38 tuổi, huyện Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, chịu trách nhiệm mua bán hóa đơn giả để hợp pháp hóa số xăng lậu. Đường dây này còn có các công ty với các tàu, xà lan trọng tải nhỏ để vận chuyển xăng giả về kho chứa dọc các trạm trên nhiều sông lớn. Từ kho chứa, các xe bồn sẽ chở số xăng giả về phân phối cho các cây xăng thuộc hệ thống của những đầu nậu trong đường dây này, rồi bán cho người tiêu dùng. Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 9 tháng 3 vừa qua, Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm là kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của vợ chồng Lê Thanh Tú, cùng trú thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vợ chồng Tú là chủ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc, có hệ thống cửa hàng xăng dầu ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, có bến thủy nội địa, hệ thống kho, tàu vận chuyển phục vụ nhập xăng giả. Ngoài tiêu thụ tại các cây xăng của mình, vợ chồng Tú còn chuyển số xăng giả cho các cây xăng tại các tỉnh phía Nam. Hệ thống này trung bình tiêu thụ nửa triệu lít mỗi ngày. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam hơn 40 bị can để điều tra về các tội buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, nhận hối lộ, đưa hối lộ. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này. Hãy đăng ký kênh của Sài Gòn TV để cập nhật những thông tin chính thức từ sự việc này các bạn nhé!